Ngày 1 tháng 5, lượng khách đến vui chơi mua sắm tại các trung tâm thương mại, khu du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đông nghẹt. Ghi nhận tại siêu thị Co-op-mart Food Cosa trên đường Quang Trung, E-mart quận Gò Vấp, Ion Mall quận Tân Phú, MM Mega Market thành phố Thủ Đức quận 12, siêu thị Go Big C, người dân đến mua thực phẩm, hàng tiêu dùng khá đông. Các cửa hàng thức ăn nhanh trong siêu thị luôn đông nghẹt khách. Đại diện lữ hành Sài Gòn Tourist cho biết, trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, đơn vị đón 10 đoàn khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không và đường biển, với hơn 5.000 du khách quốc tịch Đức, Pháp và các nước châu Á. Trong 3 ngày đầu tiên nghỉ lễ, khách đến vui chơi tại Suối Tiên đạt khoảng 50.000 lượt. Chiều ngày 1 tháng 5 tại km 97 950, quốc lộ 20, trên đèo Bảo Lộc, qua địa bàn huyện Đạ Hoai, tài xế Thạch Saran, ngụ tỉnh Trà Vinh, lái xe tải chở nông sản lưu thông theo hướng đèo Bảo Lộc đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến khu vực trên bất ngờ mất lái, lật ngang đè lên ô tô 7 chỗ ngồi di chuyển lên đèo. Vụ tai nạn làm 5 người bị thương nhẹ và khiến lượng lớn cà phê, trà trên xe tải văng ra đường, gây ùn tắc giao thông trong nhiều giờ đồng hồ. Đến khoảng 17 giờ, các phương tiện đã được lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết lưu thông qua đèo. Khoảng 0 giờ đêm ngày 1 tháng 5, trong lúc đang ngủ thì nhà ông Đặng Văn Sơn, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, bất ngờ bị bốc cháy. Vụ cháy không thiệt hại về người. Sáng nay ngày 1 tháng 5, ông Trần Minh Thới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cho biết đã đến thăm ba hộ gia đình là anh em ruột. Là ông Đặng Thanh Đầy, 41 tuổi, ông Đặng Văn Tèo, 37 tuổi và ông Đặng Văn Sơn, 35 tuổi, bị hỏa hoạn ở ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thịnh. Đoàn đã hỗ trợ trước mắt cho mỗi gia đình 3 triệu đồng để tạm ổn định cuộc sống. Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thịnh sẽ xem xét ba hộ này nếu khó khăn về nhà ở thì hỗ trợ để họ cất lại nhà cửa. Ngày 1 tháng 5, Công an tỉnh Quảng Trị điều tra làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong tại phòng trọ trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Trước đó, vào ngày 30 tháng 4, anh T, 35 tuổi, trú tại Đồng Tháp, cùng bạn đến một quán nhậu ở thành phố Đông Hà để ăn uống. Tại đây, nhóm anh T và một nhóm công nhân khác xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Sau đó, anh T về nhà trọ để nghỉ ngơi. Tối cùng ngày, anh T có dấu hiệu choáng và nôn ói, nên được bạn đưa đi kiểm tra, sơ cứu vết thương rồi đưa về phòng trọ. Đến khoảng 7 giờ ngày 1 tháng 5, anh T được phát hiện đã tử vong. Sáng ngày 1 tháng 5, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đăng khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong. Nạn nhân là anh L, 34 tuổi, ngụ xã Đắc Nhao, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Trước đó, tối ngày 30 tháng 4, sau khi anh L và Nguyễn Anh Đức, 37 tuổi, ngụ cùng xã, nhậu tại nhà ông Được ở thôn Đắc Xuyên, xã Đắc Nhao. Sau đó Đức đến nhà bạn gái, L cũng điều khiển xe chạy theo. Khi đến gần nhà bạn gái Đức, anh L chặn đầu xe của Đức nên hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau. Bực tức khoảng 22 giờ 30 phút, Đức điều khiển xe máy mang theo con dao đến khu vực thôn Đắc Xuyên, chém thẳng vào mặt L, khiến L ngã ra đường, tử vong tại chỗ. Gây án xong, Đức đến cơ quan công an đầu thú. Chiều ngày 1 tháng 5, Công an phường Hương Long, thành phố Huế đã trao trả lại tài sản cho anh Điền Văn Bắc, 39 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An, là du khách đến Huế tham quan không may bị thất lạc tài sản. Trước đó khoảng 10 giờ cùng ngày, anh Bắc cùng gia đình đi tham quan tại chùa Thiên Mụ thuộc phường Hương Long, có ghé vào quán nước của chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung. Lúc ra về, anh Bắc bỏ quên một túi sách, bên trong có hai điện thoại Samsung cùng một số tài sản khác. Phát hiện du khách bỏ quên tài sản, chị Nhung nhanh chóng liên hệ công an phường Hương Long để tìm người để trao trả. Ngày 1 tháng 5, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt, biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một người tử vong tại bãi tắm Cửa Việt. Trước đó, trưa cùng ngày, người dân phát hiện có 4 người đang tắm biển tại bãi tắm Cửa Việt bị đuối nước. Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt đã điều động 10 cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân triển khai cứu hộ, đưa 3 người lên bờ an toàn. Một người còn lại trong tình trạng đuối nước nghiêm trọng được các cán bộ chiến sĩ quân y, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt tiến hành sơ cứu ban đầu. Sau đó đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã không qua khỏi. Nạn nhân được xác định là H, 16 tuổi, trú tại khóm 1, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa.
Thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho thấy, tính đến chiều ngày 1 tháng 5, số người vi phạm trật tự an toàn giao thông trong ngày là hơn 9.700, trong đó số vi phạm về nồng độ cồn là hơn 3.500 người. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, trong ngày toàn quốc xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông làm chết 10 người, bị thương 19 người.